Xin chào các bạn. Hôm nay mình có nhận một máy Dell 3442, lỗi là vẫn có nguồn không lên mạng. Đối với những cái dòng máy mà có nguồn không lên màn ấy, chúng ta đầu tiên cứ phải tháo ra kiểm tra lại các màn và RAM xem là nó có tuột không ấy. Cái này trước mắt thì chúng ta sẽ tháo ra để vệ sinh lại RAM trước nhé. Cái dòng 3443 này thì nó rất là dễ tháo lắp ra, mà chỉ tháo mất cái mặt lưng này ra thôi là các bạn sẽ thấy RAM nó nằm ở đây. Mình phải tháo cả cái ổ cứng nữa, vì những cái máy mà tắt bật nhiều lần ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái ổ cứng, cho nên cái ổ cứng sẽ bị chậm và bị lỗi. Thì mình bỏ ổ cứng ra và mình vệ sinh lại thanh RAM. Đây là thanh RAM của máy. Cái này vệ sinh thì chúng ta lấy bình tẩy, chúng ta đánh hết những cái chân đồng đi cho nó sạch. Nhiều khi nó bị va đập chẳng hạn, hoặc là để lâu không dùng oxy hóa cái chân đồng, kèm tiếp xúc nó cũng không tiếp xúc được để xuất hình. Trước mắt mình cứ vệ sinh trước nhé. Nếu mà vệ sinh mà thanh ra mà không được, lúc đấy mình tháo máy và vệ sinh đến cắp màn. Lắp ra mày cũng đơn giản, chúng ta nghiêng 45 độ và chặt vào. Nào. Đấy, thì mình vệ sinh lại RAM là máy đã lên được màn hình rồi ấy. Thì lần sau các bạn mà có không may gặp phải trường hợp này thì cứ ưu tiên là vệ sinh RAM trước nhé. Đây, cái màn hình máy này nó còn bị ố đỏ, ám đỏ ấy. Cái này là do màng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.